con ơi, nhìn đằng kia mấy bạn kia câu dính cá kìa các con. Mấy bạn đó câu dính một con cá chê nghe, nhìn rất là to luôn nè. Mình rất là thích câu cá luôn. Cái được hồ rồi, để hai đứa dẫn mẹ đi coi câu cá chỗ nào đâu. Mẹ ơi, người ta đang làm gì vậy mẹ? Cái đó là người ta đang câu cá đó con ơi. Chiều người ta ra hồ ngoài này câu cá, nhìn thấy đông vui quá. Wow. Dạ hân ơi, ở dưới này có mấy cái cây cỏ có bông đẹp quá này dạ hân. Con đừng có khum khum xuống dưới, lỡ nó té nó nhào đầu xuống dưới là nguy hiểm lắm đó biết không. Cái hồ này nước rất là sâu và thành lại cao nữa, lỡ mà con té xuống là con trèo lên không có được đâu biết không. Hai đứa mai mốt đi đâu cũng phải nhớ là không được đi sát cái bờ sông hay là cái thành hồ này, lỡ mà có chật chân là nguy hiểm lắm nghe con. Dạ con biết rồi mẹ ơi. Các con ơi, nhìn đằng kia mấy bạn kia câu dính cá kìa các con. Mấy bạn đó câu dính một con cá chê nghe, nhìn rất là to luôn nè. Mình rất là thích câu cá luôn. Cái hồ này nãy giờ mình thấy cá ụt cũng nhiều nữa. Các bạn nghĩ lần sau mình có nên mang theo một cây cần câu cho Hoàng Kim trải nghiệm câu cá không? Các bạn hãy đưa ra ý kiến ở phần bình luận giùm mình nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, chiều nay hai đứa muốn đi đâu chơi, mẹ dẫn đi nè. Mẹ ơi, vậy mẹ dẫn tụi con đi câu cá đi mẹ. Bây giờ gần tối rồi, còn chỗ nào cho câu cá đâu mà câu con. Còn á mẹ ơi, mẹ đi theo con đi, con chỉ cho mẹ coi. Được rồi, vậy hai đứa dẫn mẹ đi coi câu cá chỗ nào đâu. Thì ra câu cá mà hai bạn đó nói là câu cá này nè các bạn ơi. Vậy mà mình cứ tưởng là câu cá thiệt không đó. Câu cá này đối với người lớn thì nhìn nó hơi nhàm chán, tại vì quá dễ nghe. Nhưng mà đối với những cái bạn này thì rất là thích luôn. Hoàng Kim với Gia Hân có thể chơi cái trò này mỗi ngày được luôn đó các bạn. Bạn nào thích chơi trò câu cá này thì các bạn hãy để lại bình luận ở dưới cho Hoàng Kim và Gia Hân biết với nghe, để có thêm đồng đội nào. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.